Ngay lập tức, cầu thủ Sài Gòn cũng thực hiện được cú sút cửa môn cực kỳ nguy hiểm, pha chuyền bóng của Vũ Quốc Hưng. Đây là Phùng Trọng Luân. Sút không vào. Sút tiếp vào. Cú đá của Vũ Trọng Luân thì không thành bàn, nhưng Trần Tuyên đã có mặt kịp thời để thực hiện pha kết thúc và ghi bàn thắng để mà mở tỷ số của trận đấu. Tỷ số là 1-0. Các thủ Thái Sơn Nam thường xuyên là thực hiện những tình huống đá phạt góc, sau đó là đá bổng ra phía bên ngoài để tránh hàng phòng thủ của đối phương, sau đó là thực hiện những tình huống bắt volley. Vào! Đó là bài rất quen thuộc của cao thủ Thái Sơn Nam, nhưng ở tình huống này thì cao thủ Zenit Sài Gòn đã phòng thủ không tốt để cho Nhan Gia Hưng số 13 ghi một đều cho Thái Sơn Nam. Chắc chắn lại có đường chuyền đá của thầy xuống cho Minh Chí. Trần Văn Vũ. Cầu thủ Thái Sơn Nam đang chủ động. Đây là Minh Chí. Minh Chí nguy hiểm quá. Vào rồi. Minh Chí kéo bóng qua cái chân trái của anh và anh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng là cầu thủ số 8 Nguyễn Minh Chí đội Thái Sơn Nam vừa ghi bàn thắng nâng tỷ số với đội Thái Sơn Nam 2-1. Và xử lý rất khéo. Vẫn là pha phối hợp giữa phút thứ 18 và một chút phút thứ 18 của hiệp 2 và Zenit Sài Gòn tình thế buộc họ phải chơi tấn công trong những phút còn lại. Trần Tuyên nguy hiểm vào, tỷ số là 2-2. Cầu thủ số 17 Nguyễn Hữu Thắng đội Zenit Sài Gòn vừa ghi bàn thắng. Như vậy là Hữu Thắng hiện tại đã được 2-2. Bóng từ đường chuyền từ tình huống đá biên thì Hữu Thắng số 17 đã đệm bóng chính xác để ghi bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 vào phút thứ 11 của mở đầu trận đấu. Thì cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số cho Zen biết đó là nguy hiểm, không vào. Vẫn là bài đá phạt góc rất quen thuộc. Vào rồi. Như vậy là lần này thì Đức Hòa đã thành công. Đức Hòa làm động tác tầng bóng kỹ thuật ở cự ly rất gần và ghi bàn thắng. Cầu thủ số 6 Phạm Đức Hòa đến từ đội Thái Sơn Nam đã nâng tỷ số 3-2 cho đội Thái Sơn Nam. Đức Hòa ở lần trước anh đã không thành công với một cú tầng bóng kỹ thuật, nhưng lần này thì Đức Hòa đã xử lý rất khéo và kết quả là đã nâng được tỷ số lên 3-2 cho Thái Sơn Nam ở phút thứ 17 của hiệp đấu thứ 2.